Chúng ta sẽ học cách tra cầu chì cầu chì relay trên chiếc Camry 207. Thực ra là chúng ta nên làm quen, như tôi hay nói là chúng ta luôn nên làm quen của bên Toyota thì sơ đồ đấu dây, rồi sơ đồ để chúng ta đọc á, hoặc là các thiết bị của nó. Thứ nhất là xe của nó nhiều, xe của hãng Toyota ở Việt Nam nhiều. Thứ hai là các tài liệu của bên Toyota chúng ta dễ tiếp cận, và khi chúng ta đọc á, chúng ta cũng dễ hiểu nữa đó. Nên là chúng ta nên nên nắm thật vững những cái bên Toyota vậy, thì chúng ta qua các hãng khác thì nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ nhanh tiếp cận hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tra cái cầu chì và relay trên chiếc Camry 207. Thì đây, cái hình đây là cái hộp cầu chì, là cái hộp mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đây. Rồi, các nội dung chính đó là, đầu tiên số 1 là chúng ta sẽ coi coi là cái trên chiếc Camry 207 này, cái chiếc này là không phải chiếc hybrid ha. Cái hộp cầu chì mà chúng ta đang tìm hiểu nè là không phải hybrid, là nó sẽ có bao nhiêu cái hộp cầu chì relay. Mà chúng ta cứ nói là chúng ta cứ nói là nói chung chung á, chứ thực ra là nó sẽ có hai loại hộp ha, hộp cầu chì relay và hộp đầu nối. Thì chúng ta cứ hay nói là hộp hộp cầu chì relay, chúng ta cứ nói chung vậy. Thì chúng ta coi là nó có bao nhiêu hộp và nó nằm ở vị trí nào. Rồi, cái thứ hai á, là chúng ta sẽ vào cái chính cái hộp cầu chì mà chúng ta coi luôn, là trên cái hộp cầu chì đó nó lại chia ra các unit, để mà khi mà nó tra. Bởi vì trên hộp cầu chì á, bây giờ các xe mà đời mới giờ thì nó lại càng nó rất có nhiều hệ thống đó, nên nó sẽ chia thành từ một cái hộp cầu chì, nó sẽ chia thành nhiều unit. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu là trên cái hộp cầu chì của Camry 207 này thì có bao nhiêu cái unit. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một số cái bài tập. Thứ nhất là chúng ta sẽ khảo sát các chân cấp nguồn chính, là chân ở đây tôi ghi là chân 1G, 1F, 1C. Và cái cách tiếp cận của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái gốc từ hộp cầu chì, tức là chúng ta sẽ nhìn từ hộp cầu chì, xong bắt đầu chúng ta sẽ nhìn ra các hệ thống. Rồi, còn nội dung thứ tư là chúng ta sẽ tra cầu chì 30A ST AM2, thì cái này là của hệ thống khởi động. Thế thì cái cách tiếp cận của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ vào cái sơ đồ hệ thống, vào sơ đồ hệ thống. Ví dụ như lúc đó chúng ta đang giờ cái hệ thống khởi động nó đang bị trục trặc cái gì đi ha, chúng ta đoán là nó bị hư cái cầu chì, thì chúng ta sẽ vào cái sơ đồ của cái hệ thống khởi động nó, xong sau đó chúng ta sẽ tra ngược nó ra cái hộp cầu chì. Thì cái ý đồ của tôi á, là để cho chúng ta có nhiều cách tiếp cận, là chúng ta có thể tra từ hộp cầu chì ra hệ thống, hoặc là từ hệ thống ra là hộp cầu chì, để cho chúng ta quen. Rồi, qua cái mục thứ năm á, là chúng ta sẽ tra cầu chì 15A ốp Y số 2 và 10A ốp Y số 3. Là cái này thì lại lấy gốc từ hộp cầu chì ha. Thì cái đây là cái hai cái cầu chì của hệ thống bên phun xăng. Thì nó có một cái đặc điểm, đây những cái mà tôi đưa lên đây cho chúng ta cùng xem xét tham khảo đây, là nó có những cái đặc điểm riêng. Khi chúng ta mà biết tra trường hợp điển hình này rồi thì khi mà chúng ta tra qua các cái khác nó cũng dễ. Rồi, số 6 là chúng ta sẽ tra cầu chì 10A Hon và relay của nó, lấy gốc là từ sơ đồ hệ thống, tức là chúng ta sẽ ra cái hệ thống Hon là hệ thống còi, chúng ta tra ngược lại. Và số 7 là chúng ta tra cầu chì S Hon và relay, chúng ta sẽ lấy gốc từ sơ đồ hệ thống. Chúng ta cái S-Hon này chúng ta sẽ lấy gốc từ hộp cầu chì á. Cái này là tôi bị nhầm này, lấy gốc từ hộp cầu chì ha. Tại sao mà tôi đưa hai cái 6 với số 7 này vào, để cho chúng ta thứ nhất là vừa tập tra, mà thứ hai vừa chúng ta vừa phân biệt luôn là Hon này và S-Hon này là khác nhau như nào. Thì ở đây tôi nói sơ qua luôn ha, Hon này là khi mà chúng ta nhấn còi đó, còn S-Hon á là khi chúng ta cái còi này là của hệ thống báo động á, chống trộm á. Còn cái này là còi, này là còi mà chúng ta đi trên đường á, chúng ta nhấn cái còi đó, còi này. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta vào các nội dung chi tiết nha. Rồi, bây giờ cái nội dung đầu tiên á là có các trên xe Camry á thì nó có bao nhiêu cái hộp cầu chì đầu nối. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn biết là như thế nào là hộp cầu chì và thế nào là hộp đầu nối ha. Thì ví dụ như ở đây, cái hộp mà chúng ta hôm nay học là hộp này nè ha. Thì hộp cầu chì này á là nó có ghi là nó đánh dấu là cái số 1. Nó chính là trên đây người ta ghi là engine room RB. Tức là nó nằm ở khoang của máy.
đây đây nó nằm ở đây, nó nằm ở khoang của máy. Thì khi chúng ta nhìn vào, chúng ta nhìn vào thì nó sẽ nằm bên ngoài trước, nhìn vào là bên phải, nhưng mà theo các tài liệu thường thường á nó sẽ kêu là nhìn bên trái, bởi vì lúc đó sẽ nhìn từ hướng của tài xế ha, tài xế bên trong vô thì nó là bên trái. Thì đây là cái engine room RB CB. RB là gì? RB chính là nó ghi tắt của chữ relay box, tức là đây là cái hộp relay. Và CB là gì? Là đây là cái hộp đầu nối, tức là ý của trong cái tài liệu á, người ta ghi này là sao, tức là cái hộp này á là nó vừa có chức năng là hộp cầu trì relay, vừa có chức năng là hộp đầu nối. Rồi qua cái hộp đó là cái hộp thứ nhất ha, hộp cầu trì relay thứ nhất ha, mà hôm nay chúng ta sẽ học chính là cái hộp này nè. Rồi cái thứ hai á, trên chiếc Camry 207 này nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có thêm cái hộp này là hộp cũng là cầu trì và đầu nối luôn, là hộp này. Tức là trên Camry nó sẽ có hai cái hộp chính, là cái hộp mà ở trong khoang máy chúng ta vừa coi nè, và cái hộp này. Hộp này thường là ở bên Toyota nó sẽ bố trí ở ngay phía dưới chân của tài xế. Ở đây nè là hộp này nè ha. Đây hộp này đây. Thế thì trên đây á là nó ghi là Instrument Panel GB, tức là gì? Tức là cái hộp này á nó nằm ở dưới cái Instrument Panel. Nó nằm ở dưới cái nguyên cái gọi là cái bảng điều khiển đó. Chúng ta phân biệt nha, Instrument Panel nó khác với lại combination nha. Combination nó là đồng hồ đo, đồng hồ tắp lô đó. Đó đây là này ha. Thế thì nó mà đúng ra trên tài liệu này nó phải ghi là ngoài cái GB này đó, GB này nó phải ghi là RB giống như này nè, giống như AB nè, RB giống như này nè. Này GB nó ha. Bởi vì sao? Bởi vì cái hộp này nè. Cái hộp này là hộp này ha. Là nó vừa có chức năng là cầu trì mà nó vừa có chức năng là relay luôn. Tức là tính chất của hai hộp này y chang như nhau. Ha, rồi tôi nói bây giờ tôi nhắc lại ha. Cái hộp hôm nay chúng ta học chính đây nè, là hộp này thì là nó nằm trong khoang máy. Còn cái hộp này là nó nằm ngay dưới chân tài xế. Hai hộp này có tính chất như nhau, tức là nó có chức năng là relay, cầu trì relay, và chức năng là hộp đầu nối. Đó, đây là hai hộp đầu tiên trên xe ha, tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Rồi cái hộp số 3 đây. Tới đây thì đây nó ghi nè. Đây là hộp số 3. Đây hộp số 3. Thì chúng ta thấy đây thì nó sẽ ghi là behind, vị trí của nó là behind the combination meter, tức là nó nằm ở sau đồng hồ tắp lô. Riêng cái hộp này á, thì nó ghi là GB số 3 là chính xác, bởi vì cái hộp này nó chỉ là hộp đầu nối thôi, tức là các dây nó vào đây nó sẽ trung chuyển. Chúng ta cứ hình dung nôm na nó giống như là cái bến xe vậy đó, nó sẽ trung chuyển đi qua cái dây khác. Từ một dây có thể ra 2, 3, 4 dây, và ngược lại từ 3, 4 dây nó sẽ ra thành một dây đó, nó là cái nơi trung chuyển. Và tương tự như vậy á, cái hộp đầu nối á, hộp đầu nối của số 4 này nè, đây chúng ta thấy nè, số 4 này thì nó ghi nè, nó ghi là ở ngay giữa nè, ở ngay trung tâm nè. Chúng ta tháo cái instrument panel nè, tức là cái hệ thống âm thanh đó, thì nó nằm ở phía dưới này. Chúng ta tháo này ra thì chúng ta sẽ thấy trong này, thì cái hộp số 4 này cũng vậy luôn, nó cũng là cái hộp đầu nối. Thì thực ra ít nữa là chúng ta sẽ có những cái video là chỉ cho mấy thiết bị ở bên trong này luôn, nhưng mà trong cái hạn hẹp trong cái nội dung này thì chúng ta mà đi đi lang mang quá thì chúng ta khó nắm được nội dung, thì chúng ta sẽ coi ở một cái video khác nhé. Rồi còn bây giờ đây là vị trí của hộp cầu trì thực tế trên xe. Thì ở đây tôi có để hai hình. Nhất đây là chiếc Camry Hybrid cũng đời 2007 luôn. Còn đây là chiếc Camry đời 2007. Chiếc LE xe nhập. Bên đây cũng chiếc xe nhập. Đây chiếc Camry 2007 nhưng mà không phải Hybrid, Camry thường. Còn đây là Camry Hybrid. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy hộp cầu trì của nó nè. Đây cái hộp cầu trì mà hôm nay chúng ta sẽ học là nó nằm đây. Nha, nó nằm đây nha. Còn hộp cầu trì đây. Nó nằm đây. Đấy thì hai hộp cầu trì của hai chiếc này á, là nhìn bề ngoài nhìn giống nhau nhưng mà bên trong nó sẽ có một số cái khác nhau. Thì giờ tiện đây tôi nhắc trước để chúng ta lưu ý để lát chúng ta dễ hiểu bài nè. Tức là bên cái chiếc Camry 207 mà chiếc xe thường á thì động cơ của nó là 2RFE thì nó là hộp cầu trì này. Còn bên đây á là động cơ của nó khác, là động cơ 2GRFE thì nó chỉ khác một chút thôi. Thì lát chúng ta sẽ coi nó khác cái gì nhé.
Rồi bây giờ đây, giờ bắt đầu chúng ta sẽ tham khảo ở các unit. Tức là trên cái hộp cầu chì, lúc nãy chúng ta thấy cái hộp cầu chì của trên chiếc Camry 207, Camry thường đó và là 2ZFE đó, thì đây, đây là cái hình mà tôi chụp từ cái hộp cầu chì đây. Thì đây là trên cái sơ đồ, đây là sơ đồ trên hình thực tế ha, đây là cái trên cái tài liệu. Thế thì nó sẽ có đầu tiên là unit A. Đây, unit A, đây chúng ta thấy là unit A là cái thanh này. Đây là cái thanh này. Thì khi mà chúng ta mà chưa có học, chúng ta chưa biết, chúng ta cứ nghĩ mấy cái cầu cầu chì là mấy cái thanh rút cầu chì bình thường ha. Thì cái này tôi cũng có làm cái video riêng về về cái vụ mà các cầu chì ha, thì chúng ta chịu khó chúng ta đọc thêm, coi thêm cái video đó. Thế thì chúng ta chưa có làm quen được cái cầu chì dạng thanh như vậy. Tức là sao? Tức là trên Toyota thay vì mà người ta làm các cầu chì mà riêng riêng từng cái vậy thì nó rất là choáng chỗ. Thế thì giờ nó người ta làm thành cầu chì dạng thanh như vậy, tức là người ta tích hợp nhiều cầu chì trên cái trên cái thanh này. Là ví dụ ha, bây giờ đây là cái unit A là cái thanh này, là trên thực tế là thanh này ha. Thì đây, đây khi tôi gỡ ra nó là thanh này đây ha. À, thì chúng ta nhìn vào là chúng ta biết ngay liền ha. Đây nè, thì thay vì đây là những cái cầu chì riêng, bây giờ nó để lên trên đây nó là một thanh luôn. Nó gỡ như ở đây nó gồm có nè unit A đó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cầu chì là trên cái unit A này nè. À, còn unit B, đây chúng ta thấy unit B là cái thằng ở ngoài đây. Unit B này thì nó gồm có nhiêu cái cầu chì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, nó gồm 10 cái cầu chì. Đó, đó là cái unit A và unit B. Cái unit C con cái lưu ý nữa ha. Chúng ta cứ nghĩ là cứ thấy là cầu chì thì chúng ta cứ cầm cái gì đó chúng ta xeo lên, nạy lên, hoặc là chúng ta lấy cái kìm á chúng ta kéo lên là không có được ha. Tùy theo cái cầu chì, thì cái này tôi cũng có để trên cái video chuyên về hướng dẫn về cái tháo cầu chì. Nhưng mà đây tôi nói sơ luôn, ví dụ như về cái cầu chì này đi, thì nó được giữ bằng một cái bu lông này, chúng ta không có tài nào nảy ra được ha, nảy lên là nó chỉ hư thôi. Đó, nên là chúng ta phải biết cách tháo, biết cách kiểm tra. Tức là ý tôi nói là sao, tùy theo cái cầu chì
mà chúng ta có cách tháo khác nhau, cách đo khác nhau. Mà quan trọng nhất là chúng ta phải đọc tài liệu của nhà sản xuất. Rồi coi như giờ chúng ta đã coi unit A xong unit A, unit B. Tôi nhắc lại, unit A là cái thanh ở bên trong, là thanh này. Đây là cái này. Unit B là thanh ở bên ngoài, là cái này. Là cái này. Rồi. Bây giờ tiếp theo là unit C. Đây unit C. Này. Nó gồm có các relay đây. Relay R, R, D, E, F relay là relay này relay song kính sau. Relay này relay bên hệ thống đánh lửa IG2 relay đánh lửa phun xăng. Còn đây là relay ST khách, relay ST, rồi relay MGC. Đó, đại loại là unit C là nó gồm cái relay, thì chúng ta có thể nhìn ở cái góc này dễ dàng. Thì đây. Đây relay. Đây ha, unit C ha. Rồi unit D. Đây là unit D. Unit D khi chúng ta nhìn ở trên là như vậy. Ha. Unit D nhìn đây. Nhưng mà cái cụm này á là có thể tháo ra. Cụm này là nó gồm có các relay điều khiển. Ngoài các relay mà nằm ở trên mấy chỗ này ha, ngoài cái relay relay lớn nằm cái này thì nó có thêm một số cái relay nhỏ nằm bên 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 chỗ này. Thì chúng ta lát chúng ta sẽ coi thêm. Đây unit này, tức là cái này nó sẽ tháo rời ra và nhìn đây nó sẽ tháo ra thành cụm như vậy là unit D. Thì lát trong quá trình chúng ta học là chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ biết thôi. Unit E. Đây unit E. Đây ha, unit E đây. Đây unit E đây. Unit E này. Đây ha, unit E chỗ này. Unit E chỗ này. Còn cái bên đây, chiếc 2ZFE thì bên đây nó không có. Bên đây nó có. Và ở đây chúng ta thấy nè. Đây là chú thích nè. Nếu mà là cái động cơ 2ZFE, tức là như lúc ban đầu tôi nói á, nếu mà là chiếc Camry 207 chiếc xe thường á, chiếc xe LE chiếc xe thường á, thì là nó là có cái cục, nó có ba cái relay này, relay quạt số 1, relay quạt số 3, relay quạt số 2 là như thế này. Nó sẽ có ba cái relay. Nhưng mà nếu là động cơ 2RFE, tức là trên chiếc xe hybrid á, hybrid 207 á, thì là nó sẽ là hai cục này, là trên cái unit E, là thay vì đây là ba cái relay thì nó sẽ là hai cái relay. Còn chỗ bên đây nè, cái chỗ bên đây là cái này là của ta bên chiếc Camry Hybrid ha. Thì ở đây do chiếc Camry Hybrid nó mới có. Còn ở đây á, đây là cái, rồi còn ở đây á là chiếc 2ZFE Camry thường, nên là chỗ này nó để trống, nó khuyết. Ý là gì? Ý là người ta chế tạo cái cứ một dòng xe, đời xe vậy là người ta chế nó giống nhau hết. Nhưng mà nó có thêm option này, xong option kia, hoặc nó bớt vô nó, hoặc là nó thêm vô hoặc bớt ra thôi. Rồi tiếp, giờ chúng ta coi tiếp. Do cái unit D đó, unit D này nó nằm ở góc này thì sẽ không thấy hết được. Tức là unit A, unit B, unit C, unit E thì nhìn ở cái góc ở trên nhìn xuống là đều thấy hết được. Nhưng mà unit D này không có nhìn thấy hết ở trên góc trên, thì người ta mới để cho thêm một cái ba cái hướng nhìn, đó là view A, view B, view C.
View A là nhìn từ trên xuống. View B, nhìn từ trên xuống, tức là cái mặt này là chúng ta đang thấy là view A nè. View B là chúng ta nhìn từ dưới lên. Nó có hai giác này, thì lát chúng ta coi video là chúng ta sẽ biết nó sẽ có hai giác này, chúng ta nhìn dưới lên. Vậy view C là hai giác cuối cùng, nhìn từ dưới lên. Thì khi chúng ta nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy cái này là view A. Còn chúng ta nhìn từ dưới lên chỗ view B nè, nhìn dưới lên thì chúng ta sẽ thấy cái này. Tương tự vậy, view C chúng ta nhìn từ dưới lên chúng ta sẽ thấy này. Đó, thì đây là cái cách mà người ta trong tài liệu người ta sẽ có thêm để chúng ta đọc, chúng ta hình dung rõ về cái unit D này. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái các chân cấp nguồn chính, đó là chân 1G, 1F và 1C. Ba chân này là ba chân trên cái hộp cầu chì của chiếc Camry 207 này, là cái ba chân có sợi dây lớn nhất. Đó. Thực ra nó không phải là cái nguồn mà nó giống nhau ha, nó sẽ có tính chất khác nhau một chút, nhưng mà nói chung ba thằng này, ba chân này là ba chân cấp nguồn chính. Rồi bây giờ chân 1G, đây chúng ta thấy đây là chân 1G. Nó nằm ở đây, nhưng mà lát chúng ta coi video á, là chúng ta phải tháo cái này ra nha, chứ nhìn ở trên mặt này là chúng ta không thấy nha. Chân 1F như vậy, nó nằm ngay khúc này, thì chúng ta phải tháo cái unit D này ra chúng ta mới thấy được. Chúng ta mới thấy được cái đầu nối, còn dây thì nó vẫn đi ra thôi ha. Còn ở trên mặt trên đây chúng ta thấy được cái gì, là thấy được cái 1C đây nè. Thế thì ba này nó sẽ liên hệ gì với nhau? Bây giờ chúng ta nhìn theo sơ đồ. Nhìn sơ đồ đây. Đây là 1G đây. Đó, 1G nó nối qua đây. Nó đi xuống đây. Rồi nó đi xuống đây. Xuống đây thì nó sẽ nối qua 1C. Thì chúng ta thấy là từ 1G mà nó đi qua 1C, nó sẽ đi qua cái cầu chì 120A ALT, tức là nó ghi tắt của chữ antennae đó. Tức là cầu chì này chính là cái cầu chì, cái cầu chì của máy sạc á. Nó sạc như bình ắc quy đó. Thế thì lát chúng ta sẽ coi là cuối cùng là thằng một chân 1G này nó là đi đâu, 1C này nó sẽ đi đâu. Và tiếp theo là chân 1F. Đó, theo như sơ đồ như vậy ha, tức là 1C và 1F là nó thông với nhau. Thông trực tiếp với nhau. Còn 1G thông qua 1C bằng cầu chì 120A ALT. Và cũng tương tự như vậy, 1G sẽ thông với 1F qua cầu chì 120A ALT. Thì lát chúng ta sẽ coi chúng ta sẽ biết thêm thôi. Đây bây giờ để mà chúng ta giải thích được, chúng ta hiểu được cái cầu chì 120A này nó như thế nào, thì chúng ta sẽ tra sau khi chúng ta sẽ tra trên tài liệu thì chúng ta sẽ được như vậy. Ví dụ như đây, chúng ta tra cái cầu chì 120 ALT đi ha. Đây 120 ALT, nó là cái thằng sau một, nó là cái trên thanh này ha, đúng trên thanh này. Thế thì giờ chúng ta sẽ vào cái lực ở cái trang cuối, gần cuối đó, thì chúng ta sẽ nhớ cái tên của cầu chì ha, 120A ha. Đây thì giờ chúng ta coi đây, trong cái tài liệu của hãng á, thì nó sẽ có một cái phần là power sword current flow chart, tức là cái này là nó nói về, nó để vô nó liệt kê hết các cầu chì, rồi cái sơ đồ cái nguồn này, cái cấp nguồn này. Thế thì trên cái bảng này nè, nó sẽ xếp cái cầu chì từ thấp lên cao. Ví dụ như đây là 75A đi ha, thì chúng ta sẽ kiếm 120A. Để mà chúng ta tra ngược lại ra là nó nằm ở cái hệ thống, nó nằm ở đâu đó.
giờ chúng ta cứ từ từ chúng ta kiếm. Đây cái 120 MB đây, nằm đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào hệ thống sạc riêng, tức là trang 100, chúng ta lập qua trang 100. Thì đây tôi đã để sẵn ra đây rồi, chứ nếu mà không có này thì chúng ta phải lật ra trang 100. Đây chúng ta lật ra trang 100. Đó thì chúng ta sẽ thấy đây là cầu truyền 120 MB đây. Đây cầu truyền 120 MB. Thì một cái jack là jack 1G, nó là dây màu trắng nối về dưới quy, một cái jack là cái chân 1C. 1C nó là dây màu đen, nó nối về máy máy phát, nó nối về chân B của máy phát, tức là cái cực lớn nhất của máy phát, nó sạc máy phát sạc ra điện á. Đó, nó sẽ sạc vào bình ắc quy đây. À, chúng ta tra trên tài liệu chúng ta sẽ được như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích tiếp nè. Chúng ta phân tích nè ha. Thì cái cầu truyền 120 ALT này nè, lúc nãy chúng ta coi nó là một đầu nó là jack 1G. Một đầu nó là chân 1G. Một đầu nó sẽ là 1C hoặc là 1F. Đây là 1C đi. Thì chúng ta khi chúng ta tra sơ đồ của hệ thống sạc á, chúng ta thấy nè. Đây, cái cầu truyền đây 120 A ALT đây, antenna đây. Thì một đầu là 1G. Ha, phù hợp luôn, đúng theo như sơ đồ này luôn, 1G. Rồi một đầu là 1C. Đây, đúng theo sơ đồ là đây là 1C luôn. Vậy thì 1G này sẽ đi đâu? Lúc nãy tôi đang đưa ra cái câu hỏi đó là 1G này sẽ đi đâu? Khi chúng ta tra ở chỗ cái hộp relay thì chúng ta không biết là mấy 1G này sẽ đi đâu và cũng không biết 1C này ở đâu, thì chúng ta phải tra thêm cái sơ đồ của hệ thống sạc á. Chúng ta thấy nè, 1G nè. 1G nó sẽ đi về bình ắc quy. Nó sẽ đi cái cầu chì dây chảy. Cái cầu chì dây chảy là cầu chì lớn nhất trên xe đó. Thì có gì chúng ta sẽ coi cái video mà về các cầu chì, chúng ta sẽ biết tìm hiểu thêm về cầu chì này ha. Vậy thì tóm lại là gì? Chân 1G. Đây chân 1G đây. 1G đây nó sẽ đi về dương ắc quy. Còn chân 1C đây nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về cái dắt cái đầu B. Tức là nó là nếu mà động cơ 2 ZFE thì nó sẽ đi vào cái chân số 1 của dắt C của cái máy phát. Tức là chẳng qua là từ cái đầu cái cực mà lớn nhất của máy phát cái cực B để mà sạc thôi. Đó. Thì nó sẽ về bằng cái dây màu. Đây nó dây màu đen. Còn cái này là dây này là dây màu trắng. Rồi, bây giờ chúng ta coi nè. Trên cái unit A này nè, thì bây giờ tôi nói trước để chúng ta hình dung trước ha, để một lát chúng ta sẽ coi chi tiết hơn. Trên unit A này nè ha, thì cái cầu chì á, cái cầu chì mà lúc nãy cái unit A này á, nó sẽ gắn vô á, thì nó sẽ nối cái này chỗ này nè, nó sẽ nối cái chỗ này nè với lại cái 1G và nó đi ra bằng dây sợi dây màu trắng. Xong sau đó nó sẽ nối với bên đây nè, nối bên đây qua cái 1C, cái chân 1C qua sợi dây màu đen. Bây giờ chúng ta coi tiếp. Đây. Đây 1G. Đây 1G. Cái cầu chì cái thanh cầu chì này sẽ gắn vô trong cái khe này ha. Và cái khe này á nó sẽ ăn xuống dưới đây, xong nó đi ra đây, xong rồi sẽ bắt vít vào đây. Bắt cái bu lông đây, và bu lông đây nó sẽ đi ra một cái sợi dây màu trắng. Đây là 1G. Đây ha, 1G đây. Thế thì 1G đây. Đây nó sẽ đi qua đây, nó sẽ đi qua cái thanh đồng như đây, nó đi xuống đây, nó sẽ đi ra một F hay một C. Đó, một F hay một C đây. Tại vì một F với một C nó đều thông với nhau. Đây một F hay một C đây. Đây. Chân 1G đây. Đi qua đây xuống đây. Đi qua 120 A qua một C, qua một F. Rồi, tôi nói lại ha. Từ dây màu trắng này. Dây màu trắng này. Rồi nó đi qua cái thanh cầu chì này, nó qua cái cầu chì lớn nhất này. Ở đây cái cầu chì này á, là nó có hình dạng giống như này luôn ha. Nhưng mà mấy ông thợ người ta bỏ ra, người ta lấy hai cái dắt người ta ghim vô á, người ta bùa phép đó, chứ đúng là nó là giống như cái này ha, nhưng mà nó lớn hơn. Rồi xong này nó đi qua đây. Nó đi đây xong nó đi ra bằng cái dây màu đen. Dây màu đen đúng như cái này, dây màu đen. Đây là một đầu là dây màu trắng, một đầu là dây màu đen. Đó, thì đầu bên đây, đầu bên đây nè, đầu bên 1G là màu trắng và đầu bên bên 1C. 1C là dây màu đen. Đây dây này dây màu đen. Ở 1C cũng là dây màu đen, 1F cũng là dây màu đen.
Rồi, coi như chúng ta đã tìm hiểu xong cái chân 1G, 1F, 1C. Giờ tôi nói lại ha. 1G là gì? 1G là nó sẽ nối với lại dương ác quy. 1C nó sẽ nối với gì? Nó sẽ nối với 1F và 1C nó sẽ nối với nhau. Bản thân nó sẽ nối bên trong đây, và 1C nó sẽ nối với lại dương của máy phát, cực B của máy phát. Rồi, coi như chúng ta xong ha. Coi như các dây này á, là ba cái đầu cấp nguồn lớn này á, thì là 1F và 1C thì có tính chất với như nhau. Còn 1G á, thì là nó sẽ thông qua với hai này qua cái cầu chì 120 ampere này, theo như cái những gì tôi vừa phân tích. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta luyện tập là chúng ta thử chúng ta tra cái cầu chì 30 ampere STAM2 này. Rồi, bây giờ cái cách tiếp cận của chúng ta là chúng ta sẽ tra từ hệ thống. Bây giờ tôi đặt ra một cái tình huống là bây giờ xe không khởi động được, xe không khởi động được, và chúng ta lật sơ đồ, lật cái tài liệu của hãng ra, xong rồi chúng ta sẽ tra sơ đồ hệ thống khởi động. Sau khi chúng ta tra sơ đồ hệ thống khởi động rồi đó, chúng ta phân tích trên cái mạch điện đó, và chúng ta nghi vấn là cái cầu chì này 30 ampere STAM2 này nó bị hư. Thế thì chúng ta sẽ tra nó như thế nào? Rồi, để tra cái hệ thống đề như vừa rồi tôi nói ha, thì chúng ta sẽ vào cái trang 70 nè. Đây là nó system circuit nè, nó là một lục của các mạch điện hệ thống. Thì chúng ta sẽ phải biết cái từ tiếng Anh, ví dụ như là hệ thống khởi động đi ha, thì nó sẽ là starting. Giờ chúng ta sẽ kiếm, đây là smart key. Nếu là smart key ha, nếu mà chìa khóa thông minh á, thì chúng ta vô cái trang 78. Còn cái này chúng ta là khởi động mà không có chìa khóa thông minh, tức là bằng không có hệ thống smart key á. Đây ha. Rồi chúng ta vào trang số 96, thì chúng ta sẽ lật qua trang 96. Thì ở đây tôi đã để sẵn, chứ không thì theo tài liệu thì chúng ta sẽ lật qua trang 96. Đây, trang 96 đây. Đây. Rồi bây giờ chúng ta phân tích sơ qua cái sơ đồ này ha. Thì trên cái cầu chì 30 ampere STAM2 này nè. Một đầu nó là chân nó vào cái dây 1G, nó đi về dưới quy. Một đầu á nó là dây 1. Tức là như lúc nãy giờ tôi nói là dây treo đó, nó là dây màu đen, và nó nối về cái dắt cái hộp đầu nối AE7, chân số 1 của hộp đầu nối AE7, xong sau đó nó sẽ đưa về cái công tắc máy. Xong rồi á, bây giờ chúng để mà chúng ta tra cái này ngược đi ra ngoài hộp á, thì chúng ta sẽ đi vào đây. Đây cái cầu chì đây. Đây ha, cái phần phía dưới đây ha, thì nó là cái code 1 á, nãy chúng ta thấy nó cái code 1 á, thì nó sẽ vào xem về trang 22. Và trang 22 thì chính là cái hộp cầu chì này. Đây chúng ta đây. Đó, cái code 1 là cái này đây. Nó ghi code 1 đây. Đó, thì chúng ta lại làm tra vào đây. Đó, tức là đó là cái cách tra ngược lại. Và sau khi chúng ta tra chúng ta biết rồi thì chúng ta mới tra ngược ra ngoài cái hộp cầu chì để kiếm được vị trí của nó. Kiếm được vị trí của nó ở trên hộp cầu chì mà tài xế người dùng đơn giản người ta biết thì biết rồi, dễ rồi, nhưng mà ở đằng dưới cái đám dây ở dưới nó, ví dụ như cái cầu chì mà nó đứt thì quá dễ rồi, thay cầu chì kiểm tra thay cầu chì quá dễ rồi, nhưng mà những cái sợi dây mà ở phía dưới nó mà nó bị đứt thì nó như thế nào, thì đó là cái việc của chúng ta, là chúng ta tìm hiểu làm lại như vậy đó. Tôi nhắc lại ha, cái tình huống này là chúng ta sẽ đến cái hệ thống khởi động, xong sau đó chúng ta tra ngược lại cái hộp cầu chì. Rồi bây giờ ví dụ như chúng ta đến cái hệ thống khởi động này ha. Rồi chúng ta thấy biết được cái cầu chì này vậy rồi ha. AM 30 ampere STAM2. Rồi bây giờ chúng ta tra qua đây, chúng ta sẽ thấy đây. Rồi đây chúng ta thấy đây ha. Thì cái cầu chì này một đầu của nó là đây. Chúng ta thấy đây một đầu nó là dây này đi lên ha. Này đi lên đây. Là 1G. Đây. Màu đầu của nó là 1G. Như nãy chúng ta thấy dây màu trắng nó lại nối về dưới quy, nãy chúng ta đã nói rồi, đây 1G, một đầu nó là nối về 1G. Rồi đầu còn lại nè. Đầu còn lại.
Đây một đầu nó 1G ha. Rồi đầu còn lại nó là vào nó về chân số 1. Ờ, nó về cái gọi là cái này là ký hiệu là cái 1 này ha. Thế thì nhân đây tôi giới thiệu cho các bạn gì luôn ha. Ở đây chúng ta thấy nè. Nguyên cái đám chân đây là nó đều để trong cái ô hình 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 oval này và nó đều để số 1 hết. Tức là không phải là nguyên cái chân này, nguyên cái này là nó đều về chụm vô chụm chung về chân một một chân số 1 nha, không phải vậy nha. Mà tức là ý của nó là vậy nè. Từ cái hộp cầu chì đó, từ hộp cầu chì mà nó ra một cái dây, ví dụ như tôi nói ví dụ nha, dây này là dây màu trắng đi thì nó ra để khơi dây màu trắng, dây này dây màu đỏ đi nó sẽ ra để khơi dây màu đỏ, dây màu vàng để khơi màu vàng, chứ nó không có về một cái giắc nào trên hộp cầu chì. Mà ví dụ như cái dây màu trắng này nè, đó, nó sau khi nó ra xong cái là nó đi thẳng đến một cái giắc nào đó hoặc nó đến hệ thống nào đó luôn, chứ nó không có nằm ở trên cái hộp cầu chì. Chúng ta hình dung được không? Tức là tôi nhắc lại ha, ở đây chúng ta thấy nè, các dây đây nó đều là số 1, đây nó đều là số 1 hết. Điều đó không có có nghĩa là các dây này nó đều tụm về là về một đầu đầu mà là dây. À, các chân này, các dây này nó không có đưa về bất kỳ cái giắc nào ở trên hộp cầu chì mà nó sẽ đi thẳng ra nó sẽ đi thẳng ra một cái giắc nào đó hoặc là một thiết bị nào đó. Thì lát chúng ta trong quá trình chúng ta tra này chúng ta sẽ làm tự nhiên là chúng ta sẽ rõ ra được cái ý này, nhưng mà tôi nói để cho chúng ta hình dung trước. Rồi bây giờ quay lại cái này ha, một đầu của nó là 1G. Rồi, đây 1G đây. Rồi đầu còn lại của nó là nó đi ra cái số 1. Thế thì giờ số 1 này chúng ta chưa biết số 1 này là nó hình hài như thế nào. Thì giờ bắt đầu chúng ta mới tra. À chúng ta tra từ hệ thống ra đây là cái số 1 này. Số 1 đây. Và cái số 1 này nó là cái gì? Nó là cái gì đen? Nó là cái gì đen? À, rồi bây giờ chúng ta coi tiếp. Thì cái cầu chì 30A STAM2 này nó chính là đây. Đây. Nó chính là nó là cái cầu chì mà của unit A, unit B ở trên thanh cầu chì á, tại vì đó là những cái cầu chì mà dòng cao, dòng điện lớn. Đây, nó là cái số 2. Đây số 2. Tức là chúng ta sẽ kiếm cái unit A ở cái thanh trên trên cùng, đây là số 2. Cái trên cái thanh unit A mà cái cầu chì trên cùng unit A là số cái cầu chì nó đánh số 2 này ha, sau 2 này. Thì đây chúng ta thấy đây. Khi chúng ta mở lên, chúng ta mở cái unit A này lên thì chúng ta thấy đây, cái cầu chì này cầu chì trên cùng đây. Đây. Thì nó chính là cái đầu bên bên âm của cái cầu chì này nè. Ha. Thế thì cái cầu chì chỗ này á, nó mới sẽ thông xuống dưới bằng một dây điện. Thì đó sợi đó chính là sợi dây màu đen này. Đó, hình dung không? Chúng ta hình dung được không? Đó tức là cái dây này nè. Đó khi mà nó ra là nó là một sợi dây luôn. Xong mà nó nối thẳng đến hệ thống này luôn. Thì trong trường hợp này thì nó sẽ nối thẳng đến này. Đây, dây màu đen nè. Nó sẽ đến một cái thiết bị nào đó. Thì trên cái sơ đồ chúng ta sẽ coi, chúng ta khảo sát riêng chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đến thiết bị nào đó ha. Thì đây. Đây, đây là cái dây màu đen này. Đó, nó rồi xong rồi 1G đây. À, tức là đây. 1G nó sẽ đi xuống như đây. 1G đây, đi xuống đây, nó đi qua đây. Thì đây, đây là 1G. Đó và nó sẽ đi qua cái cầu chì này. 1G qua cầu chì này. À, 1G là lúc nãy chúng ta coi là nó là dây màu trắng đúng không? Xong nó từ dưới ắc quy, xong nó qua dây màu trắng xong qua 1G, xong nó đi qua cầu chì này. Đó, xong rồi đầu nó đi ra cái dây màu đen này. Rồi. Rồi coi như chúng ta đã tra xong cái cầu chì 30A STAM2. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm tập luyện thêm cái nữa. Đó, đó là cầu chì 15A ốp y số 2 và cầu chì 10A ốp y số 3. Rồi chúng ta coi như thế nào ha. Thì giờ cái cách tiếp cận á, thì giờ chúng ta ngược lại một chút. Giờ chúng ta đi từ hộp cầu chì, rồi chúng ta tra ngược lại. Thì trong hộp cầu chì thì nó là cụm này nè. Chúng ta nhìn là chúng ta thấy cho nó ghi số. Thì đây tôi phóng to lên cho chúng ta dễ thấy. Thì đây nó chính là ốp y số 2 và ốp y số 3. Ở trên cái hộp cầu chì cũng như trên tài liệu á thì nó có đánh số hết ha. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây số 1, đây số 2 á là tương đương với lại nè, là số 1 là gọi là dương cầu chì đó, số 2 là âm cầu chì. Tức là số 1 là chúng ta đo là nếu mà chúng ta đo tại số 1 á là chúng ta đo tại trước cầu chì và chúng ta đo tại số 2 là sau cầu chì. Nha, chúng ta lưu ý.
Rồi ở đây là người ta có một cái nữa là ở đây nó có nối nè, tức là hai chân này là ở trong ruột là nối nhau. Nói chung là chúng ta coi kỹ cái tài liệu. Rồi bây giờ quay lại cái cha của chị, hai của chị này ha. Rồi hai của chị này theo như này tôi phóng to ra thì nó là nằm ở hai hai vị trí này. Rồi rồi sau khi mà chúng ta biết được cái cầu chì được rồi này thì chúng ta tra tra tài liệu. Thì khi mà tra tài liệu xong thì chúng ta sẽ có được cái này, có hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi ha, chúng ta bắt đầu chúng ta phân tích ha, là cái cầu chì, hai cầu chì này nó như thế nào. Đây cũng giống như trường hợp vừa rồi ha, cầu chì đây nó ra cái này là nó để ở đây số 1, hai cầu chì này nó cũng để ở số 1. Vậy thì như lúc nãy tôi nói, nếu mà giờ nó đều là số 1, nó đều trụng vô một cái thì là vô lý, đúng không? Thằng này là đầu vào cũng là số 1, đi ra cũng là số 1 thì là vô lý, nó đều trụng chung nhau vô lý. Đó, thì nó lại thực tế nó lại sao? Như lúc nãy chúng ta làm cái lúc nãy chúng ta coi đó. Thực tế nó là một cái dây nó để rời. Nó không có về cái giắc nào ở trên cái hộp cầu chì này hết mà nó để rời. Nó có thể nó đi về một cái giắc nào đó hoặc nó về một thiết bị nào đó. Thì bây giờ chúng ta cũng theo cái suy nghĩ đó ha. Bây giờ chúng ta coi, chúng ta phân tích trên cái mạch này như thế nào. Rồi khi chúng ta tra được sơ đồ thì chúng ta thấy đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tra hai cái cầu chì đây. Cầu chì ở bi số 2, cầu chì ở bi số 3 thì đây chúng ta thấy nó là 15A và 10A. À, thì cách tra cũng giống như lúc nãy ha. Giờ chúng ta coi, chúng ta luyện tập thôi. Đó, chúng ta sẽ vào cái trang cầu chì. Đó, một cái là 15A, cái 10A. Bây giờ chúng ta sẽ tra từ từ. 15A và 10A. Đây, 10A ở bi số 3. À, cho động cơ 2ZFE thì là trang 126. Thì hai cầu chì này nó cũng nằm cùng với nhau nên là giờ chúng ta chỉ cần mở ra trang 126 là được. Đây. Đây trang 126. Đây chúng ta thấy trang 126. Thì nó có hai cầu chì ha, cầu chì số 2, cầu chì số 3. Một đầu của cầu chì cũng là ra cái số 1, đây ra số 1. Đầu này một đầu cầu chì số nó cũng ra cái số số 1, tức là đầu dương cầu chì cũng ra cái số 1, đầu âm cầu chì tức là số 1. Trước cầu chì hay cái nó có cách nói khác là trước cầu chì ra số 1 và sau cầu chì cũng ra số 1. À, thì cái số 1 này là nó khác là lúc nãy tôi nói ra nói là chẳng qua là nó treo dây thôi nha. À, cái số 1 bên đây là nó là dây màu đen, nó sẽ đi ra OFI relay. Rồi còn hai dây đỏ này nó sẽ đi đâu? Đây hai dây đỏ này sẽ đi đâu? Đây nó sẽ đi vào ECM tức là hộp điều khiển động cơ đó. Rồi. Rồi tương tự như vậy. Cái thằng 10A up relay cái cầu chì ở 10A up số 3 này nè thì một đầu nó đi chung về cái dây màu đen ha. À, còn ra đây nó ra hai dây xám, hai dây xám này sẽ đi đâu? Đây hai dây xám này nó đi đâu? Đây nó hai dây xám đây nó đi đây. Một đầu á thì nó sẽ đi vào chân số 9 của cái bộ canister bơm module. À, tức là cái này là cái bơm á. Rồi một cái dây xám á thì nó đi lên trên kia như như lúc nãy tôi nói nè ha. Rồi còn một cái dây còn lại á, này nó sẽ đi qua chân số 3 của cái đầu nối, hộp đầu nối CA2, xong đầu nó đi chuyển qua thành dây tím. Rồi dây tím nó sẽ đi đâu? À, này tím ra đây nó sẽ vào chân số 49. Hay chính xác là nó sẽ vào cái vết V nè, ở chân số 1 đây. Rồi phải không? Sau đó nó vào chân số 49 của cái hộp ECM. Đó. Nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là khi mà nó để ở những cái số 1 như vậy thì tức là nó treo cái dây ra, nó sẽ đến, ví dụ như trong trường hợp này nó sẽ đến cái giắc này. À, ở trong trường hợp màu đỏ là nãy là nó đến cái thiết bị này là cái hộp ECM. Rồi cũng có trong trường hợp là nó cái dây xám này nó cũng đến tới một cái giắc nào đó này. Chúng ta lưu ý như vậy. Đây là cầu chì 15A up số 2. Cầu chì 15 10A up số 3. Đây. Thì nó có một đầu chung đây. Đầu chung đây. À, đầu chung đây, đầu chung đây chứ, đều đầu chung đây. Đó là cái số 1. Mà đầu chung đây là số 1. Nó làm dây màu đen. Dây màu đen này đó, nó để khơi đó, dây màu đen này nó sẽ nối về chân số 6. Chân số 6 của cái giắc 1E. Và cái đầu này sẽ nối về một cái OFI relay. Ha. Còn cái chân số 2, tức là cái chân này là chân số 1 nè. Còn bên đây là chân số 2 nè của cầu chì nè. Chân số 2 đây ha.
thì nó ra cái số 1. Đây. Nó cũng ra số 1 luôn ha, thì nó sẽ ra là hai dây đỏ và nó sẽ đấu về một thiết bị hay là cái giắc nào đó. Còn tương tự như vậy, chân số cái cầu chì 10A ấp y số 3 này nè, thì nó lại ra, để nó ra đây. Từ là từ chân 2 của cái cầu chì số 3 này nè. Nên nó đi ra ngoài đây. Nó ra cái dây, nó treo ra cái dây, là dây này là ray, dây xám. Đây nó ra cái dây xám, nó ra hai dây xám, nó đi ra. Đó, rồi bây giờ chúng ta coi nè ha, coi hình thực tế này nha. Đó là cái mà chúng ta tra được trên tài liệu ha, còn bây giờ chúng ta coi hình thực tế nó nè. Đây ha, hai cái cầu chì này. Thì đây chúng ta thấy là hai cầu chì, đây là có ba cái nè. Đây, thì hai cầu chì đó là hai cầu chì đây đây. Thì cầu chì số 1, cầu chì số 2, cầu chì số 3. Cầu chì 15A số 2, cầu chì 10A số 3 nằm đây. Thế thì khi mà chúng ta lật lên thì chúng ta mà lật mặt ở dưới lên chúng ta sẽ thấy này nè. Thấy mặt này nè. Thấy mặt dưới nè, đây nè. Tức là ở đây á là ở chân số 1 nè. Cái này là nó ký hiệu đều số 1 là cái này nè ha. Thì nó là màu đen như lúc nãy mình vừa tra. Đây là dây này nè. Dây màu đen. Dây màu đen. Xong nó đi ra cái cầu chì 15B số 2 này nè, nó cũng ra cái số 1 này luôn. Nó ra số 1 này luôn, nhưng mà nó là hai dây màu đỏ. Đây nó sẽ ra hai dây màu đỏ. Thấy chưa? Rồi tiếp cái cầu chì mà cái số 3 này á, 10A số 3 này nó cũng ra cái số 1 luôn, thì nó ra hai dây màu xám. Đây nó sẽ ra hai màu xám. Rồi còn hai dây này nó sẽ đi ở đâu? Hai dây màu đỏ, hai dây màu xám này nó đi đâu thì chúng ta coi về cái phần bên kia ha. Rồi coi như là tới đây tôi nhắc lại ha. Ở đây nó đều là ghi số 1 hết, tức là sao? Tức là các dây này là nó đều treo ra mà nó không gắn qua. Nó không có gắn qua cái giắc nào trên cái hộp cầu chì này hết, nó treo ra, nó đi thẳng ra bên ngoài. Bởi vậy á, khi mà chúng ta biết được cái đặc điểm như vậy đó, thì chúng ta sẽ để mà kiểm tra những cái dây mà ở phía dưới cái hộp cầu chì này á, thì chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta sẽ đo thông mạch là chân số 2, chân số 2 của cái cầu chì số 2 này nè, với lại cái đầu mà nó sẽ nối qua bên kia. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tra cái cầu chì 10A Hon, cầu chì còi, để mà chúng ta làm quen cái unit D. Thế thì chúng ta sẽ tiếp cận theo cách là chúng ta qua cái hệ thống còi. Cái tình huống xảy ra là bây giờ còi nó không kêu. Thế giờ chúng ta qua cái mạch còi, chúng ta tra mạch còi. Tra mạch còi thì chúng ta nghi vấn là cái cầu chì 10A Hon này nó bị hư, hoặc là cái sợi dây ở dưới cái hộp cầu chì mà nó nối cầu chì này với ra hệ thống nó bị hư, thì chúng ta sẽ tra như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một lần nữa về cái khi chúng ta tiếp cận bằng từ hệ thống ra ha. Đó, ví dụ như giống như tôi vừa trình bày vậy đó, thì chúng ta sẽ vào trang 70. Đó, chúng ta sẽ kiếm hệ thống đó là về còi là Hon đây ha. Nó là trang 204. Chúng ta tra qua trang 204. Ta lật ra cho 204 thì chúng ta sẽ thấy đây cái cầu chì đây, 10A Hon đây. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn theo đây ha. Rồi nhìn tới đây thì chúng ta thấy là một đầu nó sẽ nối với cái tiếp điểm relay qua cái chân 1G. Đầu còn lại nó sẽ nối vào chân số 6 của cái giắc 1B. Đó, thế thì giờ tra mấy thằng này tra như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải lật xuống dưới đây. Đây, thì đây người ta có ghi nè. Đây nếu mà cái code 1B nè, 1D nè. Đó, 1B. Đây 1B 1D thì lật ra trang 25. Đó, thì chúng ta lật ra trang 25. Đây là trang 22 ha. 24, 25, đây, trang 25. Đó, thì nó đi ra cái phần này. Đó là chúng ta, đó là cách mà chúng ta tra ngược lại. Đó là như vậy. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn vô hộp cầu chì ha. Thì chúng ta sẽ nhìn vô, chúng ta sẽ thấy đây, chỗ này là chỗ tôi phóng to này lên nè, ngay chỗ unit D nè, phóng to lên. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cái Hon. Một cái Hon là 10A và một cái S Hon là 7.5A. Thì cái còi mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta nhấn á là Hon này là 10A. Còn S Hon là alarm á, hệ thống chống trộm ha. Đó là khi mà nó có trộm á, nó báo động thì nó hú cái còi đó, nó sẽ có còi riêng cho hệ thống chống trộm.
Vậy thì mình sẽ coi cái cầu là cầu gì này. Đây là cầu gì này. Khi cầu tra cầu gì này thì chúng ta thấy đây. Đây cầu gì đây ha. Thì nó sẽ là chúng ta thấy cái trên sơ đồ là nó sẽ là 1G. Qua cầu chì 10 Mbehon và nó qua chân số 6 của giác 1B. Giác 1B này nó là cái view mà lúc nãy chúng ta coi đó. Đây là 1B đây. Nó là chân số 6. Đây. Đó, tức là bây giờ chúng ta muốn kiểm tra cái tiếp điểm của relay này nè. Muốn kiểm tra tiếp điểm relay này chúng ta đo đo thu mạch một đầu 1G, một đầu chân số 6 của 1B. Đồng thời chúng ta tìm cách nào đó chúng ta cấp điện cho này bằng cách là chúng ta cấp dương vô 1G, cấp âm vô chân số 10 của giác 1D. Đây ha, thì nó sẽ đóng vô để chúng ta kiểm tra được. Thì đây, tôi nhắc đây lại ha, đây là chân số 6 của giác 1B. Đây, thực tế của nó đây, hình thực tế nó đây. Mời chân số 6 của giác 1B. Đây là giác 1B đây, chân số 6 là đây. Bởi vì khi chúng ta ghi nhìn vào thì nó là nhìn y chang như vậy giác đực. Ha. Cái đầu này là đầu ghim vào này nó là không nó ghi là black nè. Là cái giác màu đen, nhìn vào là nó như là một giác đực luôn, là chân từ bên đây qua, từ trái qua từ phải qua trái. 1 2 3 4 5 6. Đó thì nó là chân số 6 là chân ngoài bên đây. À, đúng theo như trong sơ đồ đây. Ha, à, một đầu là một cái 1G. Nãy chúng ta coi. Rồi một đầu là chân số 6 của giác 1B. Rồi bây giờ chúng ta tra tiếp về cái cầu chì đi. Cái vừa rồi chúng ta tra cầu chì rồi, giờ chúng ta tra cái relay. Relay này. Thế thì relay á thì nó là đây cái cuộn dây relay. Thì một đầu á nó là 1G. Thì chúng ta biết rồi ha, 1G nãy giờ chúng ta biết là đây 1G nãy. Rồi một đầu của nó là chân số 10 của giác 1D. Đây chân số 10 của giác 1D. Thì cái này là nó là cái view 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 C đó, là nó là cái hai giác này nè, thì có giác này giác black với giác màu đen cái này, thì đây đây là cái giác màu trắng đây, thì chân số 10 đây, đó là chân này đây à, như giác này ha, đây view đây đó. Thế thì chúng ta muốn cấp điện hay là kiểm tra cái cuộn dây này thì chúng ta sẽ đo một đầu vô giác 1G, rồi một đầu vào chân số 10 giác 1D. Đây, chân số 10 giác 1D là trên cái giác này. À, đó thì nói chung là trên cái nguyên tắc là chúng ta đọc kỹ tài liệu, chúng ta hiểu được trong cái tài liệu thì chúng ta sẽ biết được thôi. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tra cái cầu chì 7.5 A Edson này, và đây là cái bài tập cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận bằng cách là chúng ta nhìn theo cái hồ cầu chì. Đây chúng ta nhìn theo hồ cầu chì. Thì nãy chúng ta coi rồi ha, S-Hon đây, 7.5B đây. Rồi, đây, trên sơ đồ này, 7.5B đây. Thì một đầu này nó là nối với giác 1G ha, 1G này. Rồi, một đầu này nó sẽ ra chân số 5 của 1A. Đây, 1A vừa rồi chúng ta đó, coi đó. Thì nó là, nãy nó là bên cái giác màu đen đúng không? Bây giờ nó trên giác màu trắng. Đây, nó là chân số 5 này. Rồi, chúng ta nhìn nè. Đây, nó nằm đây, bên đây. Thì trên cái hộp cầu chì này là nó bị tháo giác ra, chứ là nó là chân số 5 à, nó bị tháo giác ra đó, chân số 5 đây. Rồi bây giờ chúng ta muốn đo cái cuộn dây của cái S-Hon này, S-Hon relay này, thì chúng ta là một đầu là 1G, một đầu nó 1G, một đầu với chân số 11 giác 1D. Thì đây là chân số 11 giác 1D là cái giác đây. À, đây là chân số 11. Từ phải qua trái đây là giác đực. Đây chân số 11. Giác 1D ở nằm đây. Rồi. Rồi, coi như chúng ta đã hiểu được cái cách tra rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.